Xin chào tất cả mọi người, đây là OneCat News số phát sóng thứ 18. Như video tuần trước, OneCat có thông báo đến các bạn về việc chia theo hai mảng cơ khí và xây dựng để tiếp cận và cập nhật thông tin đến đúng với đối tượng người dùng. Trong video ngày hôm nay, cùng mình đón chờ các tin nổi bật có trong mảng xây dựng nhé. Nào, cùng mình bắt đầu nha. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mình muốn gửi đến các bạn một thông tin không thể bỏ lỡ về việc OneCat hỗ trợ khách hàng đăng ký pilot số hóa dự án xây dựng. Building Information Modeling hay còn gọi là BIM là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng, dựa trên các mô hình 3D kỹ thuật số được sử dụng xuyên suốt vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng. Như chúng ta đã thấy, thuật ngữ BIM không còn quá xa lạ với ngành xây dựng và phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Theo báo cáo của World Wide Cat Trend 2016, tại thời điểm này mới có khoảng 19% người dùng CAD chuyên nghiệp trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp hiện sử dụng BIM và số lượng được dự đoán tăng lên 29% trong 3-5 năm tới. Việc sử dụng BIM trong ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 38% vào năm 2016 đến mức dự đoán 54% vào năm 2021. Để có thể hỗ trợ khách hàng trong việc ứng dụng công nghệ số hóa trong ngành xây dựng, từ thiết kế đến thi công và vận hành, OneCat Việt Nam xin giới thiệu đến khách hàng chuyên mục đăng ký pilot số hóa dự án xây dựng. Sau khi nhận được thông tin đăng ký, đội ngũ OneCat sẽ tiến hành liên hệ và hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho từng loại hình công ty khách hàng muốn pilot project, cụ thể như sau. Thứ nhất, ứng dụng CDE trong thiết kế. Thứ hai, ứng dụng CDE trong thi công. Thứ ba, giám sát công trường từ xa. Hãy liên hệ ngay với OneCat để chúng tôi có thể giải đáp và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho công ty của bạn nhé. Autodesk Construction Cloud là nền tảng mới với tính năng Bring Your Own Solution nhằm mục đích hỗ trợ người dùng có thể linh hoạt tham gia bất kỳ dự án nào khi được cấp bản quyền và được quản lý dự án mời. Đồng thời, không giới hạn một size giống như nền tảng BIM 360 trước đây. Nền tảng này hiện đang là xu thế toàn cầu, được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới đánh giá là công cụ số 1 trong quản lý dự án thi công năm 2021. Giải pháp ứng dụng nền tảng Autodesk Construction Cloud nhằm đơn giản hóa việc kết nối văn phòng và công trường từ thiết kế đến lập kế hoạch, xây dựng và vận hành. Vào ngày 4 tháng 12 2021 vừa qua, OneCat có tổ chức buổi webinar giới thiệu những điểm khác biệt chính của Autodesk Doc. Chủ đề này không còn quá xa lạ với mọi người nhưng cũng không hề hết hot trên thị trường khi ngày càng số hóa như hiện nay. Autodesk Doc là một giải pháp quản lý dữ liệu tập trung hoạt động như một nguồn lưu trữ đảm bảo duy nhất trong suốt vòng đời của dự án. Với việc kết nối từ thiết kế đến xây dựng, kiểm soát dữ liệu, phê duyệt tài liệu, theo dõi các issue một cách tập trung. OneCat có đính kèm video record của buổi webinar bên dưới phần mô tả, mọi người có thể xem lại để tham khảo thêm về các tính năng nổi bật của Autodesk Doc nha. Một tin vui đối với những người dùng của nền tảng Autodesk Construction Cloud đó chính là công ty Emtech, một đơn vị phát triển về ứng dụng BIM trong ngành xây dựng đã thông báo rằng ứng dụng BIM Search đã được họ tích hợp vào nền tảng Autodesk Construction Cloud để giúp cho người dùng có thể thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn trong quy trình làm việc của mình. Dành cho những bạn nào chưa biết về BIM Search, đây là một ứng dụng hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng tính toán số lượng giao hàng, lập ngân sách cho dự án, kiểm tra hóa đơn và quản lý hậu cần ngay trên nền web với mô hình dự án của họ. Người dùng chỉ cần tích chọn và lọc các nhóm đối tượng của dự án là có thể trích xuất các dữ liệu trên một cách nhanh chóng thành file Excel tổng hợp, phục vụ cho các công đoạn sau. Với việc tích hợp này, thì giờ đây người dùng có thể dễ dàng import các mô hình BIM được lưu trữ trên BIM 360 hoặc Autodesk Doc vào BIM Search để có thể nhanh chóng tính toán số lượng từ các phần tử trong các mô hình BIM, từ đó lập ngân sách dự án chính xác. Hiện tại bạn có thể tìm kiếm và tải phiên bản dùng thử của ứng dụng BIM Search trên Autodesk App Store. OneCat sẽ đính kèm link bên dưới phần mô tả. Khi các mô hình được thêm vào một thư mục được định cấu hình làm không gian điều phối, mọi xung đột giữa các mô hình sẽ được tự động phát hiện. Bạn có thể xem bất kỳ xung đột nào được phát hiện bằng cách sử dụng các tab trong module Model Coordination.
Hiện tại, Modal Coordination đã cho phép người dùng kiểm tra xung đột dễ dàng hơn với hai tính năng Group By và Tolerance. Ta có thể lọc các đối tượng để kiểm tra xung đột bằng tính năng Group By. Tính năng này giúp chọn ra các nhóm đối tượng theo Object hoặc các đối tượng có chung Properties, System, Type, Layer Name. Nhưng vẫn còn một hạn chế nhỏ là hiện tại tính năng này chỉ làm việc với ngôn ngữ tiếng Anh. Đối với tính năng Tolerance, tính năng này giúp lọc các đối tượng theo giá trị dung size. Ta có thể chọn lựa hai đơn vị mà Autodesk thiết lập là Inch và Millimeter để sử dụng. Ngoài ra còn nhiều tính năng khác sẽ được quanh cách update trong những video sau nhé. Thời gian gần đây, Autodesk đã ra thông báo hàng đại bổ sung Revit Issue Add-in cho nền tảng Autodesk Construction Cloud. Issue Add-in này sẽ được hỗ trợ và tích hợp Revit phiên bản 2020 trở lên. Với Revit 2020 sẽ yêu cầu Net Framework 4.7.2. Với Revit 2021 và Revit 2022 sẽ yêu cầu Net Framework 4.8. Công cụ Revit Issue Add-in này cho phép người dùng xem, chỉnh sửa, phản hồi trực tiếp các issue trên phần mềm Revit. Dữ liệu của mô hình sẽ không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng Add-in. Đồng thời, các issue được tạo ra sẽ được lưu trữ trên Autodesk Docs thuộc nền tảng Autodesk Construction Cloud. Bên cạnh đó, người dùng có thể đánh dấu và zoom các issue và cập nhật trạng thái của các issue trên Revit. Việc sử dụng Revit Issue Add-in trên Autodesk Docs khá giống trên nền tảng BIM 360 Docs thuộc nền tảng BIM 360. Quan kết cũng xin lưu ý đến các bạn rằng, Revit Issue Add-in vẫn chưa hỗ trợ tạo issue trên 2D sheet và view cho mô hình trên Autodesk Docs. Để biết thêm thông tin chi tiết về Issue Add-in này, các bạn có thể tham khảo thêm đường link được đính kèm bên dưới phần mô tả hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để có thể hỗ trợ bạn về giải pháp này nha. Với câu chuyện thành công ngày hôm nay, Quân Kết xin gửi đến bạn câu chuyện về một trong những tập đoàn nổi tiếng nhờ ứng dụng chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ quá trình xây dựng các dự án lớn nhất và phức tạp trên thế giới. Đó chính là tập đoàn Robert Buff, hay còn gọi là RBG, được thành lập vào năm 1982, là một trong những công ty kỹ thuật tư vấn toàn cầu của Úc. Họ mang lại sự an toàn cho dự án khi ứng dụng tính năng mô phỏng xây dựng 4D. RBG sử dụng công nghệ BIM và VDC, môi trường thực tế ảo, để giảm thiểu rủi ro cho các dự án và mang lại giá trị cho khách hàng. Đội ngũ kỹ thuật của RBG sử dụng các công cụ trong bộ AEC của Autodesk, bao gồm Revit, Navisworks, 3D Smart và AutoCAD để thực hiện các dự án. Đại dịch Covid-19 đã trở thành thử thách cho tất cả mọi người, nhưng may mắn thay, vấn đề giảm thiểu tính không an toàn thì không có gì mới đối với ngành công nghiệp AEC. Mọi người đã được trang bị các thiết bị và công nghệ có sẵn một cách rộng rãi để có thể thích ứng với thay đổi và xác thực những ý tưởng, giúp cho những người đứng đầu dự án và nhóm của họ sẽ tự tin về khả năng thành công của các giải pháp đã đề ra. Có thể nhìn thấy các phương tiện, người đi bộ và các công trình tạm thời trong suốt quá trình xây dựng. Ngoài ra, còn có những hướng nhìn phối cảnh chi tiết hơn, cung cấp cho các bên liên quan và nhà thầu hiểu rõ hơn về hoạt động tại công trường. Với dự án tổ hợp tại Đại học Monash tại khu khuôn viên đông đúc Clayton, nhóm làm dự án đã sử dụng VDC để diễn tả bản thiết kế với các công việc tạm thời về chi tiết hóa các yếu tố hậu cần của địa điểm để hỗ trợ quá trình thi công công trình tổ hợp mang tầm thế giới với diện tích khoảng 11.400m², bao gồm cả một Flexi Lab, với mục tiêu tạo ra môi trường học tập thay đổi tùy vào các điều kiện khách quan. Theo Lester, các dự án liên quan đến làm việc trong các khuôn viên và cơ sở đang hoạt động đặc biệt khó khăn. Thêm vào đó là những thách thức về các yêu cầu quy định, hoạt động lân cận trên cả mặt đất và trên không, và nhu cầu đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động đang diễn ra. Những loạt dự án sẽ đòi hỏi những nỗ lực phối hợp và trình tự phức tạp. Một dự án lớn, phức tạp gần đây mà RBG hoàn thành ở Trung Đông là hiện thân của tất cả những thách thức này, đòi hỏi sự phát triển của phương pháp xây dựng chi tiết, trình tự lắp dựng CMES và thiết kế các công trình tạm thời hỗ trợ kết cấu vĩnh cửu. Bằng cách tạo mô phỏng xây dựng 4D của CMES, RBG sử dụng Revit và Navisworks để phối hợp với các thiết kế đa lĩnh vực và thực hiện kiểm tra xung đột cho bất kỳ phần tử nào không khớp với nhau, cùng với các tập lệnh Dynamo để tự động hóa các nhiệm vụ thiết kế. Một trong những thách thức tốn thời gian nhiều nhất đối với dự án phức tạp này là chúng thường được thiết kế thiếu sự lặp lại, chế tạo và lắp đặt cho các yếu tố hình học độc đáo. Việc tạo tài liệu xây dựng cho các phần tử này thường yêu cầu xây dựng thủ công nhiều lần, lặp lại với mô hình Revit, lãng phí vô số giờ thiết kế. Nhóm RBG đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này, thực hiện phân tích các tùy chọn bằng cách sử dụng Dynamo.
Câu chuyện thành công của tập đoàn RPG thật thú vị phải không mọi người? Nếu theo dõi chúng tôi để biết thêm những câu chuyện khác nhé! Và đây là tất cả những gì mình muốn cập nhật và gửi đến các bạn trong video tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé!